cô bác anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Nay trời mưa gió, em có chút thời gian rảnh, em muốn chia sẻ giới thiệu với cô bác anh chị về cái cách trồng kỳ 52 theo cách riêng của em. Mong cô bác anh chị vào xem kênh ủng hộ em nhé. Và em xin chia sẻ thêm đây là em làm theo cái cách của em thôi nhé. Kính mong quý cô bác anh chị thấy hay thì nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ nhà vườn nha, mang rừng cùng tươi nha. Thì để trồng một cái giỏ lan dù năm 1, năm 2 hay năm mấy chăng nữa thì cái việc đầu tiên ta cần phải có cây giống đã, có một cây giống khỏe mạnh. Rồi thứ hai đó là trọng, tiếp đến là các loại giá thể. Thì giá thể thì rất là đa dạng, mỗi người có một cái cách lựa chọn riêng cho mình. Thì em trồng kỳ 52 thường em trồng là cây 1 để cho nó đạt cái tỷ lệ tốt nhất, cho nó có nhiều dinh dưỡng tốt nhất. Thì ở đây em bao gồm có sơ dừa là nó trọng, sơ dừa nhớ là sơ dừa khô nhé, đừng sơ dừa non nhé, sơ dừa khô. Và tiếp đến là bỏ thông từ 2,5 đến 4 cm nhé. Và tiếp đến là một loại giá thể nữa. Thứ hai, ở đây là một cái hỗn hợp dinh dưỡng bao gồm có chấu hun, phân dê và sơ dừa xay cộng với nấm Chicoderma nhé. Và tiếp đến là một chút là cái vỏ thông nhỏ từ 0,5 đến 1 nhé. Từ 0,5 đến 1,5 nhé. Để non mà trên nhé. Và sau đây em và tiếp đến là cái giá thể, cái giống lan này. Cái giống lan này của em là cái này nó đã lên mầm gốc hết rồi. Mầm gốc thì mình phải trồng từ lúc mà cái rễ của cái mầm gốc nó chưa ra nhé, hoặc chớm bắt đầu nhé. Chứ nếu để ra nhiều là trồng là nó bị tổn thương rễ rất là nhiều, nó trộn cây rất là nhiều nhé. Trộn cây rất là nhiều. Thì để trồng một cái kỳ 52 thì trước tiên này em cần có một cái chậu sứ nhé. Em trồng một chậu sứ này, chậu sứ đường kính khoảng độ 20, có đường kính khoảng độ 20. Và tiếp đến là cái sơ dừa nhé. Sơ dừa này là sơ dừa đã được phơi rất là khô, em không ngâm qua nước vôi, không cần xử lý gì nhá. Cái sơ dừa này là sơ dừa già nhé, cái sơ dừa non là rất là nhanh mục. Đầu tiên em nót một chút ở dưới này. Tiếp đến em cho vỏ thông thì có kích thước 2,5 đến 4 cm nhé, không cần phải to quá hoặc nhỏ hơn nhé. Được lót vỏ thông to ở dưới này nó làm tăng cái độ thông thoáng, tránh để bít rễ cho cây nhé. Và tiếp đến là có một lớp cái giá thể hữu cơ gì hỗn hợp này, thì như em vừa nói rồi. Cái giá thể hỗn hợp em đã có bài chia sẻ rất là kỹ trên kênh Lan Rừng Cùng Tươi rồi. Thì các bác nào mới vào xem thì hãy search vào Lan Rừng Cùng Tươi, nhấn nút đăng ký thì có thể tham khảo thêm nhé. Đó. Tiếp đến là quý cô bác nào nhìn theo cái hướng móc nhé. Nhìn theo cái hướng móc thẳng về bên nào. Thì ở đây em có một cây giống. Đây là một cây giống rất là khỏe mạnh. Cái phần rễ nhé, phần rễ đây là siêu da này. Đây cái phần rễ ở đây là siêu da này. Đây là những cái rễ già nhé. Chúng ta đặt đây. Tiếp đến là có thể cũng bác dùng cái dây đồng này nhé, dây đồng loại nhỏ này nhé. Cái này nó đắt tiền hơn thì có thể cũng bác dùng cái dây này. Dùng cái dây này cũng được, không cứ phải dây đồng nhé. Tiếp đấy này, còn một bên như này, anh làm rất là đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ quá. Đấy. Chúng ta cố định nó vào nốt một đầu ở bên này. Đấy. Chúng ta tùy chỉnh nó cao thấp nhé, tùy chỉnh cao thấp. Đấy. Tiếp đến còn bốc một này.
Một nữa. Ta nhớ là xong là để hở cái phần gốc em nó ra nhé. Hở phần gốc. Có thể vũ nhẹ như này. Xuống xuống. Tiếp nữa là chúng ta có thể là lại một chút cái vỏ thông từ 0,5 đến 1,5 mm nhé, 1,5 cm nhé. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Đó, chúng ta đã được một giòn ăn rất là đẹp rồi. Đó, hy vọng là năm tới em sẽ cho ra cái sản phẩm rất là đẹp. Đó, tiếp đến là một vài ngày tới em có thời gian sẽ chia sẻ thêm được cái cách để chúng ta chọn được một cái kỳ năm 1 năm 2, cái giống chúng ta mua về như thế nào cho tốt nhất và để có được những cái bộ mầm gốc tốt nhất, tránh tình trạng là các bác mua về rất là khó lên mầm gốc. Đấy, cực kỳ khó lên mầm gốc. Và lý do tại sao khó lên mầm gốc hoặc là lên rồi nó teo tóp, nó không phát triển được. Thì em sẽ chia sẻ vào cái video tới. Mong chú các bác là xem kênh nhớ nhấn nút nhấn chuông đăng ký ủng hộ. Em xin chào tạm biệt quý cô bác anh chị nhé. Em làm đốt ạ.